cái đỉnh nó vui vãi lồn lắm đây, vui vãi lồn. Nhưng mà 2 năm trước là do gia đình không có đi, nhưng mà năm cuối rồi thì sợ mất lồn, giờ hết mình. À, thực sự là một ngày hôm nay là rất là vui. Và sau này thì mình cũng sẽ không còn như vậy nữa. Là sau này cố gắng chúng ta sẽ đi học lớp của mình. Cố gắng nha, cố gắng nha. Không phải phút nha, không phải bạn bè nha. Đó, nói vậy thôi. Ít nhất là nhà xe phải đúng nha. Sau hôm nay là mong lớp mình có đối với những kỷ niệm này, rồi mình có thể đoàn kết với nhau trong từ giờ cho tới hết năm học, từ giờ cho tới hết lúc mà mình có thể bên nhau. Thực sự là tao cảm thấy rất vui khi mà được có thể vào được một tập lớp mà cho dù nó không đủ hay là nó thiếu người này người nọ rồi có nói qua nói lại, nhưng mà tất cả mọi người rồi có mặt ở đây và hôm nay là giúp được rất nhiều, nói chung là tất cả mọi hình đỡ đó. Nhưng mà từ sáng thì cũng đã đủ rồi. Thôi giờ tao cảm thấy rất là vui, mỗi tội là hôm nay là thiếu mất Huy Hiệp mất. Và tao không liên lạc được với Hiệp, còn tao cố gọi nhưng mà nó không gọi được cho Hiệp. Nên là mong mọi người thông cảm cho Hiệp. Bạn cố gắng hơn, phải sắp này á. Rồi đi cùng nhau từ giờ cho tới hết năm luôn.